Lời nói không là sao mà cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói mà khóe mắt lại cay cay, lời nói không là mây mà đưa ta xa mãi. Sao không ngồi nghĩ lại nói với nhau nhẹ nhàng? Vâng, Nguyễn Sơn xin nồng nhiệt chào đón tất cả các bạn đến với khóa học 30 ngày giải phóng ngôn từ. Và Nguyễn Thơm có mặt ở đây để giúp cho chúng ta có thể hoàn thành khóa học này một cách xuất sắc nhất. Bao nhiêu chị chúng ta mong muốn rằng nói hay hơn, nói dễ hiểu hơn, nói trọng tâm, nói không bị ngắt ngứ và nói có thể chạm đến trái tim bất kỳ những người nào nghe bạn nói, thì khóa học này sẽ giúp cho chúng ta tăng khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn từ để giúp cho chúng ta phát triển hơn, để chúng ta thành công hơn. Và để thành công thì chúng ta cần phải có những mối quan hệ chất lượng. Và để những mối quan hệ chất lượng đó được hiệu quả thì chúng ta cần phải giao tiếp tốt để chúng ta có thể nói chuyện và trao đổi cùng với các họ. Vâng, để có thể hoàn thành khóa học này và để giao tiếp tốt hơn thì các bạn hãy đó là lấy giấy bút ra để chúng ta có thể ghi chép lại bài tập, từng bài tập một, và ghi chép lại những cái câu nói hay. Và đây là cái bí kíp trong cái khóa học mà Nguyễn Thơm sẽ chia sẻ cho các bạn ở trong các khóa học sau, bài tập về sau nhé. Nào các bạn ơi, hãy lấy giấy bút ra nào. Nguyễn Thơm sẽ đếm ngược để chúng ta sẽ dành thời gian cho các bạn lấy giấy bút trước khi vào phần chia sẻ ngày hôm nay. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, hết giờ rồi. Và tặng cho các bạn một câu, đó là: một nhà thông thái cũng không bằng một mẩu chì cùn. Nếu như các bạn thấy câu này hay, hãy ghi chép lại để cho chúng ta có tăng vốn ngôn từ. Và bạn cũng có thể nói câu này với những cái trường hợp nào đó khi bạn lấy dẫn chứng. Vâng, người thành công và người chưa thành công thì khác nhau ở hai chữ, đó là kiên trì, hành động. Hành động lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại là ông ngoại của thành công. Bạn thấy câu này hay không? Trong khóa học, Nguyễn Thơm sẽ luôn luôn nói những câu hay, những câu của vĩ nhân hoặc những câu mà mình tự sáng tác ra để giúp cho chúng ta nghe nhiều, chúng ta sẽ tăng vốn ngôn từ của chúng ta để chúng ta có thể giải phóng nó ra. Trời ơi, tuyệt vời lắm các bạn ạ. Vậy, giải phóng ngôn từ và giúp cho chúng ta giao tiếp hơn. Vậy giao tiếp là gì? Các bạn có định nghĩa được không ạ? Các bạn hãy cùng ghi chép lại là: giao tiếp là một loại hoạt động thường nhật diễn ra liên tục ở mọi lúc, mọi nơi, và là cầu nối giữa người nói và người nghe. Kỹ năng giao tiếp là khả năng sử dụng ngôn từ, ngôn ngữ cơ thể, ngữ điệu trong lời nói, diễn đạt những cái suy nghĩ của chúng ta, cái cảm nhận của một cá nhân nào đó, hay hoặc là những chia sẻ một cách rõ ràng, thuyết phục. Và đồng thời, một cái ý này rất là quan trọng, đó là thúc đẩy được cái giao tiếp hai chiều các bạn nhé. Ngày hôm nay bạn đứng lên sân khấu, bạn nói chuyện, bạn giao tiếp mà chưa thúc đẩy được cái tương tác hai chiều thì chúng ta cần phải rèn luyện nhiều vào. Và hình thức giao tiếp nó gồm có gì ạ? Giao tiếp mặt đối mặt, giao tiếp với các nhóm nhỏ, giao tiếp trên hội trường hàng nghìn người, đó là giao tiếp trực tiếp. Thứ hai, đó là chúng ta có thể giao tiếp qua điện thoại, qua lời nói, qua telesale, vân vân. Hoặc các bạn có thể giao tiếp qua chữ viết, đó, Gmail hoặc là chat chip. Thứ ba, thứ tư nữa đó là giao tiếp bằng qua mạng xã hội. Ví dụ có thể qua Messenger này, qua Facebook, qua Zalo hoặc rất là nhiều các cái kênh khác nữa. Rồi, chúng ta có thể thông qua việc chăm sóc khách hàng, đó cũng gọi là giao tiếp qua các cái hình thức. Và giao tiếp là gì, các bạn đã hiểu sâu và rộng hơn chưa ạ? Đây là một cái khái niệm rất là quan trọng để các bạn có thể mường tượng rằng giao tiếp không phải chỉ nói, mà chúng ta còn có văn viết, chúng ta còn có ngữ điệu, còn có ngôn ngữ cơ thể và còn rất là nhiều kênh nữa. Và trong khóa học này, nếu như bạn chưa nói tốt nhưng bạn viết tốt cũng là một thành công rồi. Hoặc bạn nói tốt rồi, vừa viết tốt nữa thì quá thành công mỹ mãn. Và chúng ta hãy rèn luyện mỗi ngày bạn nhé. Vâng, bạn thử nhìn những người thành công. Những người thành công đa số là những người giao tiếp tốt. Họ có thể bán hàng trên sân khấu, họ có thể nói trước hàng nghìn người, hàng trăm người,
họ có thể live stream, họ có thể quay video thường xuyên và liên tục. Vậy bạn thử nhìn lại mình xem, nếu mình đã giao tiếp rồi nhưng mà chưa tự tin, hoặc là chưa sâu, chưa rộng, chưa dám đứng trước đám đông nhiều người, đúng không ạ? Hoặc là vẫn còn hơi yếu đuối, rồi chưa tự nhiên, chưa gây ấn tượng, rồi vẫn còn nói, vẫn còn hơi khó hiểu, thì khóa học này đó là dành cho bạn. Và bạn nào mong, bạn nào mà chúng ta xem được cái video này, may mắn xem được video này, thì các bạn hãy liên hệ ngay với người chia sẻ video này cho bạn để đăng ký tham gia khóa học, hay học inbox ngay với Nguyễn Thơm để được tham gia khóa học 30 ngày giải phóng ngôn từ. Nguyễn Thơm sẽ đồng hành cùng các bạn để có thể chinh phục mục tiêu và giúp cho chúng ta giao tiếp tốt hơn bạn nhé. Vâng, Nguyễn Thơm xin chúc tất cả các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.